Thưa quý vị, tại Việt Nam hiện đã có rất nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin dành cho lĩnh vực nông nghiệp. Từ các giải pháp riêng lẻ cho từng khâu sản xuất tới những giải pháp tích hợp nhiều tính năng hơn như đo đạc các thông số của môi trường không khí, độ ẩm đất, lượng mưa. Được thành lập từ năm 2011, sau 7 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, VNPT Technology, thành viên của tập đoàn VNPT, đã có những bước tiến khẳng định vị thế và vai trò của mình tại thị trường nội địa trong nhiều lĩnh vực. Hiện VNPT Technology đang tiếp cận và cung cấp giải pháp cho ngành nông nghiệp theo một khía cạnh khác. Không chỉ đưa ra giải pháp cụ thể, VNPT Technology cung cấp một nền tảng kết nối mở để tất cả các doanh nghiệp phần mềm có thể xây dựng các giải pháp dành cho nông nghiệp trên đó. Những cái công nghệ trong giải pháp nông nghiệp thông minh của chúng tôi thì chúng tôi đưa ra những cái giải pháp về giám sát, hỗ trợ chăm sóc tự động hóa, điều khiển tự động những cái thành phần hệ thống của nông nghiệp, pha phân tự động và những cung cấp tới từng cái thành phần tham gia vào hệ thống, ví dụ như là người canh tác, chủ trang trại, rồi là khách hàng, những cái ứng dụng, những cái menu phần mềm riêng cho từng cái khách hàng đấy. Từng người đều có thể là sử dụng những cái interface giao diện của mình để theo dõi hệ thống một cách là minh bạch và chủ động. Giải pháp nông nghiệp thông minh của VNPT là một giải pháp hoàn chỉnh với đầy đủ các tính năng phục vụ được cho cả lĩnh vực trồng trọt lẫn chăn nuôi. Không chỉ giúp đo đạc tất cả các thông số của đất, môi trường, đề xuất thời gian tưới, thời gian chiếu sáng phù hợp theo từng giai đoạn cho các trang trại trồng trọt, giải pháp còn giúp các trang trại chăn nuôi quản lý tất cả các khâu như hệ thống cho ăn, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thu hoạch trứng, hệ thống thu gom phân, hệ thống sưởi ấm.